Mưa lũ ở bản Hồ Thầu, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu vào đêm ngày 17, rạng sáng ngày 18 tháng 8 đã khiến cho một người tử vong. Nạn nhân là anh Phan A Túc, sinh năm 1976, ở bản Rừng Ổi, xã Hồ Thầu. Khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm và đến trưa ngày 18 tháng 8, thi thể nạn nhân mới được đưa trở về nhà. Ngoài thiệt hại về người, mưa lũ cũng đã gây ra sạt lở, vùi lấp các công trình thủy lợi tại bản Hồ Thầu, ước thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xuất hiện mưa to đến rất to, mực nước tại các sông suối hồ đập tiếp tục dâng cao, gây nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Tính đến chiều nay, tại nhiều huyện của tỉnh Lai Châu, mưa lũ cũng đã làm thiệt hại nhiều tuyến giao thông quan trọng, ước thiệt hại trên 10 tỷ đồng. Cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân cần cẩn trọng, chủ động để đề phòng thiên tai.